Hello, chào các bạn đã trở lại với kênh mình Nam Cường Vlog. Hôm nay mình cùng các bạn làm món ăn cơm chiên cuộn trứng, món ăn nhanh của Nhật Bản nha các bạn. Mình làm thử mình ăn coi nó ngon cỡ mức độ nào nha các bạn. Đây là trứng, còn đây mình cùng cơm. Mình trước ấy mình chiên cơm trước. Để mình chiên cơm trước sau mình chiên trứng cuộn cuốn với cơm. Mời các bạn cùng mình làm nha. Dở quá. Cho tỏi vào đó các bạn. Cho ít rau xanh vô cho nó nhìn bắt mắt nha các bạn. Cơm đường trương nhờ. Cơm mình đã khô chín rồi nè, các bạn mình cho ra xuống là mình tiếp tục làm chiên trứng nha các bạn. Chưa gì thấy đói bụng mày, thơm mà. Lúc này mình chuẩn bị mình phải pha trứng mình chiên các bạn ơi.
sắc hành, bỏ vô trứng. Cho vào miếng đường, bột ngọt, cho miếng nước tương, hai lần là mỏng mình mới cuốn được. Lúc này trứng mình đã chín rồi các bạn, mình sẽ đem ra mình để mà miếng lá này mình cuốn với cơm nha các bạn. Giờ mình cuốn trứng với cua cơm chiên các bạn. Đó. Mình đã làm được một cuốn rồi. Đây, mình sẽ làm tiếp cuốn thứ hai. Làm xong được cuốn thứ hai là mình đang chuẩn bị cuốn cuốn thứ hai nha các bạn. Rồi đã hoàn thành được cuốn thứ hai. Tấn tấn cuộn cơm này ăn cùng nước tương các bạn ơi. Đây, các bạn cùng mình thưởng thức món ăn tấn cuộn cơm này coi nó của Nhật nha các bạn, coi nó thường mình thử coi nó ngon thế nào nha. Phải ngấy từ trứng hôm nào các bạn có nào có thời gian để làm món này ăn sáng rất ngon các bạn ơi. Đấy, đang ngon ăn cái ngon luôn, quên có rau thêm nữa nè. Kèm cao vô nữa cực kỳ.
Lúc này mình đã kết thúc video nha các bạn. Nếu mà các bạn nào yêu thích video của mình thì nhớ ủng hộ cho mình nha. Bye bye, chào các bạn nha.